Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho quý vị nghe. Có thể nói đây là một cái câu chuyện đặc biệt. Mà một khi gọi là đặc biệt thì quý vị hãy cho em một chút ít thời gian để mà có thể phân tích sơ sơ về cái nội dung của câu chuyện. Câu chuyện này thì nó không thể nào mà bây giờ mình tự nhiên mình vô một cái mộp được. Mình chia sẻ luôn cái câu chuyện thì nghe nó không có được đầu đuôi ngọn ngành, không có được logic quý vị. Mình phải phân tích sơ sơ một chút để khi mà quý vị nghe vô cái câu chuyện thì quý vị sẽ hiểu được cái nội dung mà muốn truyền tải là cái gì. Thì cái bài này mình có thể gọi đây là một cái bài nói về cái cuộc hành trình của một Việt Kiều. Thì cũng đã được một cái bài phỏng vấn về một Việt Kiều quyết định tại sao mà trong khoảng thời gian khá là lâu sinh sống tại Mỹ, bây giờ chú đã quyết định đi về Việt Nam sống thử, kêu bằng sống thử 2 năm quý vị. Theo như chú nói thì chú cũng muốn tìm lại những cái gì mà trước đây đã nắm mất. Đó là từ ngày mà chú lên tàu, chú đi vượt biên vào năm 1982. Thì chú muốn tìm lại những cái gì mà ngày xưa. Thì trong cái bài phỏng vấn này, khi mà em đọc thì em cũng có thấy chú chia sẻ rất là thẳng thắn. Đó là những cái trải nghiệm về cái nền y tế Việt Nam ngày nay, môi trường Việt Nam ngày nay và thực phẩm ở Việt Nam ngày nay. Rồi cũng có nói về cái nền giao thông, kể về con người ở Việt Nam ngày nay. Thì chú cũng phân tích luôn những cái gì mà chú thích, những cái gì mà chú không có thích, mà chú còn cảm thấy bị lấn cấn thì chú cũng chia sẻ một cái cách rất là khách quan. Đặc biệt nữa thì sau khi mà chú đã về sống thử 2 năm như vậy thì chú mới đưa ra một cái quyết định. Bây giờ thì không có một cái khoảng thời gian dài như vậy ở Việt Nam nữa mà quyết định đi về Việt Nam. Lúc bây giờ thì quyết định là 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng đi về Việt Nam sống như vậy. Thì cái lý do tại sao mà khiến chú phải thay đổi cái ý nghĩ như vậy thì em xin mời quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng lắng nghe qua cái bài so sánh này. So sánh giữa hai cái cuộc sống của hai nơi. Một nơi là quê hương Việt Nam mình và một nơi là đất khách quê người, cũng có thể gọi là quê hương thứ hai. Một cái quê hương mà quê che đất đỏ, một cái quê hương thứ hai của chú. Có thể phân tích tất cả những cái điều này. Em xin mời quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng lắng nghe qua cái bài phóng sự này. Thì có tên là Việt Kiều hồi hương trải nghiệm và những quyết định đáng suy nghĩ. Người phóng viên mà thực hiện cái bài phỏng vấn này có tên là Trần Mai Linh. Được biết thì ông Hùng Châu là một Việt Kiều hồi hương. Ông Hùng Châu tên thật là Châu Văn Hùng, hiện tại 68 tuổi, đang sống ở San Jose của California. Ông là một người Việt đã vượt biên vào năm 1982 và đã định cư ở Mỹ. Trước đây thì ông từng là chủ nhà hàng, nhưng mà sau khi kinh doanh thất bại nhiều lần thì ông đã quay lại làm việc cho các công ty của Mỹ như là các hãng xưởng của Mỹ để mà ông có ổn định cuộc sống. Cho đến khi mà về hưu thì cuộc sống về già nhàm chán, ông đã quyết định về Việt Nam sống thử trong 2 năm. Thì từ năm 2017 cho đến năm 2019 để mà ông tìm hiểu về quê hương mà ông đã xa cách bấy lâu nay. Thì sau 2 năm trải nghiệm ở Việt Nam, ông đã trở về Mỹ. Và hiện nay thì ông đang sống luân phiên, tức là mà cứ mỗi 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam. Những gì mà ông Hùng Châu đã cho biết đối với cảm nhận về cái nền y tế Việt Nam. Khi mà được hỏi về cảm nhận của mình về cái nền y tế của Việt Nam thì ông Hùng Châu đã chia sẻ rất là thẳng thắn rằng ở Việt Nam y tế có cái tốt và có cái chưa tốt. Nếu mà mình có tiền thì mình có thể đi vào những cái bệnh viện quốc tế hay là những cái bệnh viện tư. Cái dịch vụ của nó rất là tốt, không thua kém gì ở bên Mỹ hết. Bác sĩ cũng có kinh nghiệm, trang thiết bị thì cũng hiện đại. Nhưng mà mình không có đủ điều kiện, mình không có tiền, mình không có thể vô được những cái nơi như thế này. Thì mình cũng có thể vô những cái bệnh viện công. Ở đó thì đông đúc hơn, chờ đợi thì cũng lâu hơn, đôi khi thì còn thiếu những cái trang thiết bị. Thì tôi nhớ có lần tôi phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để gặp bác sĩ để mà khám sơ sơ. Thì ông Hùng Châu cũng cho rằng mặc dù chi phí y tế ở Việt Nam nó rẻ hơn rất là nhiều so với ở bên Mỹ, nhưng mà chất lượng dịch vụ thì nó cảm thấy thì cũng chưa có đồng đều. Ở Mỹ thì dù là đắt đỏ nhưng mà bảo hiểm y tế thường nó sẽ bao phủ một cái phần lớn chi phí, và ông cũng phải chờ đợi lâu khi mà đến gặp bác sĩ, không phải chờ đợi lâu khi mà đến gặp bác sĩ như thế này. Thứ hai là ông Hùng Châu cũng đánh giá về cái môi trường sống ở Việt Nam. Về môi trường sống thì ông Hồng Châu đã cảm nhận rất là rõ về cái sự khác biệt giữa vùng miền tại Việt Nam. Ở Sài Gòn thì khói bụi nhiều lắm, ra đường thì phải đeo
bởi vì là ô nhiễm không khí nó rất là nặng nề. Thì những cái thành phố lớn thì tiếng ồn của xe máy, xe cộ thì đó là một cái điều mà chúng ta không có tránh khỏi được. Nếu mà mình về những cái miền quê như là miền Trung hay là miền Tây thì không khí nó sẽ trong lành hơn, mát mẻ hơn và nó sẽ thích hợp cho những cái người già như tôi hơn. Ở đó thì cái người ta sống đơn giản, người ta không có bị ồn ào bởi những cái xô bồ của những thành phố lớn. So với ở Mỹ thì ông thấy môi trường ở các thành phố Việt Nam phải cần được cải thiện, đặc biệt là về cái vấn đề ô nhiễm không khí, cái chuyện xử lý chất thải trong không khí. Thì những cái thành phố lớn như ở Mỹ, ở San Diego, tức là nơi ông sống, thì có nguyên một cái hệ thống xử lý môi trường rất là tốt. Không gian sống thì sạch sẽ và cũng trong lành. Thì nói về cái chuyện thực phẩm an toàn vệ sinh, một điểm nữa thì ông Hồng Châu cũng chú ý. Thực phẩm ở Việt Nam thì theo như ông nhận xét, thì đồ ăn ở Việt Nam phải nói là ngon và tươi, đặc biệt là trái cây và hải sản. Nhưng mà cái lo lắng nhất đối với tôi đó là chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm. Có lần tôi bị ngộ độc khi mà tôi ăn hải sản ở một quán vỉa hè ở bên Mỹ. Thì mặc dù đồ ăn không có được đa dạng, không có được phong phú so với Việt Nam, nhưng mà được cái an toàn thực phẩm người ta kiểm soát rất là kỹ lưỡng. Mình không phải lo lắng về cái chuyện chất lượng và cái nguồn gốc của đồ ăn như là ở Việt Nam. Thì ông cũng lưu ý rằng nếu như mà mình mua thực phẩm ở những cái siêu thị lớn hay là ở những nhà hàng uy tín Việt Nam thì nó vẫn đảm bảo hơn. Tuy nhiên thì cái mức giá nó cũng sẽ cao hơn. Thì nói về cái chuyện giao thông ở Việt Nam thì ông cũng chia sẻ thêm, đó là một cái thử thách lớn đối với tôi, là một người trong những cái điểm mà khiến cho tôi cảm thấy sợ nhất khi mà tôi sống ở Việt Nam, đó là giao thông ở đây. Thì khỏi nói, nhốn nháo và lộn xộn nhất ở Sài Gòn. Đó là xe máy thì người ta chạy đông, nhưng mà đông như kiến vậy, không theo một cái luật lệ gì hết. Qua đường thì cứ qua, mỗi lần qua đường như là một cực hình nữa. Ở bên Mỹ thì luật lệ giao thông người ta rất là nghiêm ngặt, ai người ta cũng tôn trọng. Mình lái xe thì mình cảm thấy mình an toàn, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Thì ông cũng nhấn mạnh rằng ở bên Mỹ giao thông có phần chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với những cái người lớn tuổi như là ông. Thì ông cũng nói về cái con người và cuộc sống ở Việt Nam. Khi mà nhắc đến con người Việt Nam thì ông luôn dành những cái lời khen. Thì ông đã cho biết là người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Thì tôi cảm thấy được gần gũi, tôi cảm thấy được ấm áp rất là nhiều so với những khi mà tôi sống ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì ai cứ lo làm việc nấy, họ không có thời gian để mà trò chuyện đâu, thân tình, tình thân như là ở Việt Nam. Nhưng mà cũng có cái chưa quen là có nhiều người ta hay tò mò về cái chuyện của người khác. Từ cái chuyện mình đi đâu, rồi làm gì, tới cái chuyện gia đình cũng bị hỏi tới những cái điều mà không đáng hỏi như vậy. Tuy nhiên thì ông vẫn khẳng định rằng sự thân thiện, tình cảm của những người dân Việt Nam, đó là một trong những cái điểm sáng lớn nhất khi mà ông quyết định trở về Việt Nam. Nhưng mà ông cũng thừa nhận rằng cái lối sống bên Mỹ nó sẽ giúp cho ông có được một cái cuộc sống, cái sự riêng tư hơn, tự do cá nhân hơn, đặc biệt với những cái người mà người ta quen, được một cái nhịp sống độc lập như là cái trường hợp của ông đây. Cuối cùng thì ông cũng đưa ra một cái quyết định là ông muốn sống ở cả hai bên, hai nơi. Và sau 2 năm trải nghiệm sống ở Việt Nam từ 2017 cho đến 2019 thì ông đã nhận định là cuộc sống ở Mỹ nó vẫn mang lại một cái sự an toàn và sự ổn định hơn. Nhưng mà ông cũng không thể bỏ qua cái sự ấm áp, một cái sự tình cảm của quê hương Việt Nam. Thì do đó ông quyết định quay về Mỹ, nhưng mà ông vẫn theo cái chế độ là 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở Mỹ. Ông nói như thế này, sống ở Mỹ mình cảm thấy an toàn, mình không phải lo lắng về cái chuyện y tế hay là chuyện giao thông. Nhưng mà Việt Nam thì cũng có cái tình người, có cái sự tình người gần gũi, có cái sự văn hóa của Việt Nam cũng đặc, thì nó cũng đặc trưng mà mình không có tìm được ở bất kỳ nơi đâu hết. Bây giờ thì tôi chọn cái cách sống ở hai nơi, mỗi nơi có một cái sự hay riêng, mình cũng hưởng thụ được những cái hay đó. Cả hai đất nước thì cái cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Nụ cười hài lòng của ông Hồng Châu, người mà đã tìm ra một cái giải pháp tốt nhất cho bản thân sau nhiều năm ông đã bôn ba ở nơi xứ người như vậy, quý vị. Và quý cô bác anh chị, mình vừa được nghe qua cái bài phỏng vấn như vậy. Câu chuyện của ông Hồng Châu thì chúng ta cũng có thể thấy được rõ ràng, đó là sự khác biệt giữa cuộc sống ở Việt Nam và cuộc sống bên Mỹ. Thì qua con mắt của một cái người mà họ đã từng được một trải nghiệm,
được trải nghiệm trên hai đất nước thì là họ sẽ nói như vậy. Ở Việt Nam thì cũng có những cái nét đặc trưng của Việt Nam như là văn hóa nè, rồi theo như ông Hùng Châu đánh giá đó là tình người, người Việt Nam. Cái món ăn thì cũng tuyệt vời, theo như ông Châu nói như vậy. Tuy nhiên thì cũng không phủ nhận về những cái sự thách thức về y tế, rồi giao thông ở Việt Nam, môi trường sống này kia. Đại khái là những cái thứ mà ông phải đối mặt hàng ngày, ông cảm thấy chưa được hài lòng. Đó là một cái... Đối với bên Mỹ thì theo như ông nói, dù là cuộc sống có phần theo quy củ, nó này kia kia nọ, nhưng mà được cái nền y tế nó an toàn, giao thông cũng an toàn, đôi khi là thiếu cái sự ấm áp của tình người. Nhưng mà theo ông Hồng Châu cảm nhận thì chỉ có quê hương Việt Nam thì mới có được cái tình người, ấm áp của tình người. Và thôi như vậy, em cũng chia sẻ cái bài này cho quý vị được nghe. Mà quý vị có nhận định hay đánh giá nào, có thể bình luận ở dưới để em mọi người biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like và chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.